Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Kỳ Giang Du, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của CryptoQuant, đã chỉ ra dữ liệu on-chain để xua tan phát của Binance. Kỳ Giang Du lưu ý rằng, dự trữ Bitcoin của Binance đã giảm 8% trong 2 ngày qua, nhưng đã tăng 24% trong cuộc khủng hoảng của FTX vào tháng trước. Có những điều cần được làm rõ để biết rằng họ đang tuân thủ quy định, nhưng hiện tại tôi không thấy bất kỳ hoạt động mờ ám nào. Ông nói và đưa ra các biểu đồ với trạng thái dự trữ Bitcoin và ETH lành mạnh. Giám đốc điều hành CryptoQuant cũng chỉ ra lượng dự trữ stablecoin rất mạnh của Binance so với FTX. Dự trữ của FTX rất mờ ám, với nhiều luồng vào và ra liên quan đến ví không phải FTX, và dự trữ đã giảm 93% một vài ngày trước khi cuộc khủng hoảng nổ ra. Dữ liệu mới nhất từ DeFi Llama cho thấy tổng dự trữ của Binance hiện ở mức 59,65 tỷ đô la, với dòng tiền vào dòng là âm 1,94 tỷ đô la trong 24 giờ qua và âm 5,61 tỷ đô la trong 7 ngày qua. Hiện tại, có vẻ như hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường đối với Binance. Thông tin tiếp theo, quỹ đầu tư lớn nhận định giá Bitcoin có thể giảm thêm 50%. Trong khi các nhà đầu tư tiền điện tử đang tập trung vào tin tức xấu về Binance và báo cáo dòng tiền ra cao hơn bình thường, một gã khổng lồ đầu tư toàn cầu tin rằng mùa đông tiền điện tử vẫn chưa trải qua giai đoạn tồi tệ nhất. Matthew Sigen, trưởng phòng nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại quỹ đầu tư Van Eck, dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ giảm xuống còn 10.000 đến 12.000 đô la trong quý đầu tiên của năm 2023. Nhà phân tích nhận thấy sự sụt giảm được thúc đẩy bởi làn sóng phá sản của các công ty khai thác. Điều này có thể dẫn đến việc Bitcoin chạm điểm thấp nhất của mùa đông tiền điện tử. Matthew Sigen nhận định, với việc khai thác Bitcoin phần lớn không có lãi, do giá điện cao hơn trong khi giá Bitcoin giảm, chúng tôi dự đoán nhiều công ty khai thác sẽ tái cơ cấu hoặc phá sản. Ripple thua kiện SEC có thể xảy ra trong quý 1, có thể trùng với đợt rút tiền cuối cùng này. Điều này sẽ ảnh hưởng gần như toàn bộ thị trường. Nhưng sự sụt giảm này sẽ được nhiều nhà đầu tư coi là cơ hội mua vào, giúp Bitcoin phục hồi lên 30.000 đô la. Và thông tin cuối cùng, Bitcoin vượt trội so với thị trường tài chính trong 7 trên 10 năm qua. Bitcoin gắn liền với tính biến động cao, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng rất nhiều nhà đầu tư, thậm chí là các tổ chức lớn đã coi Bitcoin là một loại tài sản. Bất chấp sự biến động, tài sản này đã ghi nhận lợi nhuận đáng kể trong những năm qua, lấn át các sản phẩm tài chính truyền thống. Trong thập kỷ qua, Bitcoin là tài sản hoạt động tốt nhất trong 7 năm so với các tài sản đầu tư khác. Trong 3 năm Bitcoin không thể vươn lên dẫn đầu, tài sản này lại có hiệu suất kém nhất. Dữ liệu được chia sẻ với nhà phân tích Raoul Powell vào ngày 13 tháng 12, lợi nhuận thấp nhất của Bitcoin trùng khớp với các giai đoạn hoạt động của tài sản trong thị trường giá xuống. Chẳng hạn như vào năm 2014, khi chỉ số Galaxy Bitcoin của Bloomberg ghi nhận hiệu suất âm 57,51%, trong khi vào năm 2018, giá trị ở mức âm 74,28%. Bitcoin cũng được xếp hạng là tài sản hoạt động kém nhất vào năm 2022, với lợi nhuận âm 61,97%. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.